Yo, hello anh em, chào mừng anh em quay trở lại cùng với Top Mobile Games. Và với cái video vừa rồi dành cho Fernando Torres phiên bản Liverpool Iconic thì chúng ta không thể không làm về Fernando Torres phiên bản Atletico 21 tuổi. Một cái phiên bản mà mình đã làm từ rất lâu rồi. Có lẽ đây là một trong những Iconic đầu tiên mà mình sở hữu. Mình bỏ tiền ra để mình nạp vào game và quay cái phiên bản Iconic này. Thực sự hồi đấy là mình có nạp, nói thật với anh em là mình có nạp 12.000 coin để quay Torres bản 21 tuổi và Diego Forlan bản Atletico. Và nói chung là hồi đấy thì Konami cũng rất là hút máu khi mình quay 12.000 coin, nhưng chỉ mở ra được đúng 2 Iconic Atletico phiên bản Torres thôi, còn Forlan thì không có chịu ra. Thì điều đó thì giúp chúng ta x2 sức mạnh dành cho Torres, và hồi đấy đá Torres thì rất là sướng luôn. Lối chơi rồi các kiểu Clivert chuyền cho Torres, trời ơi, vào sân khai mạc một trận đấu mà nếu ghi bàn thì nó sẽ đẹp hơn rất nhiều. Rất tiếc vào bóng vừa rồi là chúng ta chưa có bàn thắng. Với Torres phiên bản này, anh em cũng có hỏi là vậy thì ông nào hơn ông nào, Torres bản Liverpool hay là Torres bản Atletico? Thì tôi thấy đây là những cái câu hỏi nó cực kỳ là nó không giúp ích gì được cho anh em đâu. Vấn đề đầu tiên là anh em có cầu thủ đấy không đã. Anh em có đủ cả hai không hay anh em chỉ có một cầu thủ thôi, là như thế nào đấy, thì cái vấn đề chúng ta vẫn phải xem cái lối chơi của Torres đã. Rồi, ok, đơn giản mà nhẹ nhàng. Thì với Torres phiên bản 21 tuổi, họa trang nó chỉ khác về lối chơi thôi. Torres bản này thì chơi counter attack short pass, Torres bản Liverpool thì chơi nó hợp với cái lối chơi hồi xưa của Liverpool. Và cái lối chơi của phiên bản 21 tuổi thì nó lại hợp với cái meta hiện tại, khi mà nhà chơi counter attack phản công các kiểu, ba tiền đạo thì vị trí SS dành cho Utrecht. Torres bên kia hình như cũng là Atletico đây anh em ạ. Đấy, thì cái lối chơi về phản công và ba tiền đạo nó cực kỳ là đem lại những cái lợi thế khi mà chúng ta để cho Torres là SS anh em nhá. Ok, thơm rồi, đây rồi. Fernando Torres truyền xuống cho Messi đi. Messi vứt cái bóng sao mà mạnh thế. Trời ơi, truyền quả bóng như vứt quả bóng cho Clivert vậy, và đập đúng chân hậu vệ. Khó hiểu Messi. Đó. Và những cái chỉ số thì nó chỉ hơn kém nhau có một chút xíu giữa phiên bản của Liverpool và phiên bản của Atletico thôi. Nhìn chung là không có thay đổi gì quá nhiều. Nhưng mình thấy anh em đặt cái câu hỏi là ông nào hơn ông nào, nó không giải quyết được cái vấn đề gì luôn ý. Ok rồi, bình tĩnh nào các bạn ơi, bạn Hiền. Ok. Bản này chúng ta thích ở cái độ tuổi, chúng ta thích hơn ở cái stamina của Torres, hơn một chút gì đó về dribbling dê bóng, một chút gì đó về bứt tốc. Thế nhưng mà nói thật là lối chơi nó hoàn toàn khác nhau anh em nhé. Anh em có thể là đa dạng cái lối chơi hơn nếu như anh em có nhiều các phiên bản của Torres hơn, nhưng nói chung thì giống như mình đã nói ở video vừa rồi dành cho Torres phiên bản Liverpool, cứ có Torres là vui rồi, không cần phải nghĩ gì cả. Torres bản nào cũng vẫn là Torres thôi, úi trời. Kể cả chơi Legend cũng được, không có vấn đề gì hết. Ấy chà, Torres này, chuyến đi bạn ơi, ok, khỏe lắm, tì được. Đây tôi tì phát này, ok, vất vào trong cho ai đó đánh đầu đi. Cái gì vậy trời, Clivert đâu mà để cho Messi đánh đầu vậy, đánh đầu xong còn vuốt tóc vuốt tai, đẹp trai à? Đẹp trai thì mới có nhiều đứa yêu đúng không, ok. Đâu rồi, chúng ta muốn tìm được cái chân của Fernando Torres. Đây rồi, Torres ơi, chuyển lên đi, tốt lắm anh ơi. Hay chả, xuyên hậu vệ rồi. Đẩy sang cánh, tạt vào cho Torres đi. Sức mạnh của Torres đã khiến cho team bạn thoát mất rồi hay sao ý? Mình nghĩ là lỗi mạng thôi. Ok, chúng ta sẽ đến ngay với trận đấu thứ hai nhá. Let's go. Vâng, và khi cầm Torres thì với cái vị trí SS này nó rất là phù hợp với cái meta hiện tại. Đối với những cái chiến thuật mà ba tiền đạo, ba hậu vệ ba tiền đạo anh em có như là Dragic này, Shevchenko này, một vài chiến thuật khác nữa. Ngoài ra thì với những cái chiến thuật hai tiền đạo như thế này, để cho Torres có một cái kiểu là chạy chỗ từ dưới lòng đất chui lên thì để SS nó cũng rất là thú vị. Khi anh em có những cái vị trí khác chuyển chọn cũng rất hay. Vâng, vào sân rất nhanh và team bạn cho một quả Owen vẫn còn, trời ơi may quá.
Bình tĩnh xử lý hai cái áo là nhìn màu nó cứ giống nhau. Tôi đang nhìn cái radar phía dưới anh em ạ, mà nhìn nó hoa mắt quá. Để truyền đi truyền lại nhìn cho nó dễ cái. Chứ đá thế này không có nhìn được. Trời ơi, hai bên đá cùng một đội làm cái gì không biết nữa. Trời ơi, truyền nhầm luôn được rồi, toang rồi. Chọc khe của này chết luôn. Ôi rồi ôi, xuyên người vẫn nữa và Gerrard. quá hay từ vị trí của Steven Gerrard. Không sao, có Torres thì mọi thứ đều có thể được giải quyết một cách chóng vánh. Cái lối chơi tốc độ, sự nhiệt huyết, check back cực kỳ phê của Torres thì mọi thứ đều có thể được giải quyết dễ dàng và nhẹ nhàng. Như cái cách mà anh ấy chải tóc vậy. Đây rồi, nhìn thấy Clivert chuyển xuống cho Torres. Ato, chơi một pha dứt điểm cực kỳ hay của Fernando Torres. Một pha thoát xuống cũng rất nhanh của Clivert khi mà nhận được đường truyền từ Messi. Còn những cái cầu thủ mà truyền tốt như Clivert thì Torres không thể nào bỏ lỡ cơ hội được. Nhìn chung là cũng mớm cho mà ăn, nhưng mà cái việc chạy chỗ là cực kỳ quan trọng anh em nhé. Hình như là Lukaku chưa double tut à? Ôi trời ơi, Lukaku double tut. Sợ quá. Bất thế cả ngờ anh em ạ. Kinh thật. Đây rồi, Kaka và Torres. Chọc khe phát này. Ây, không kịp. Đấy cũng rất là theo bài rồi. Mình cố gắng theo bài của đấy nhưng không sao, vẫn còn đây rồi. Cannavaro che chắn từ Clivert. Đâm đi. Này thì đâm này. Torres xử lý gọn ghẽ. Trời, tinh tế. Xử lý gọn ghẽ và tinh tế những pha dứt điểm đấy thì Torres 99,9996% là Torres sẽ ăn bài. Không có vấn đề gì phải lo nha anh em nhá. Hai bàn thắng rồi, chóng vánh chưa? Một cái lối chơi counter attack phản công cực kỳ hay từ Torres. Và hợp với rất nhiều chiến thuật. Nếu như anh em đã có một thời gian chơi với Torres rồi thì Torres chơi chiến thuật nào cũng được. Chỉ cần một cái vị trí phù hợp thôi là anh ấy quẩy được tất. Check back ấy, một chút gì đó check back rồi anh em có thể thấy. Chúng ta đang tạo cái áp lực vừa rồi dành cho Patrick Vieira, khiến cho team bạn hơi lỡ trớn trong những đường chuyền. Sẽ là một cơ hội phản công nữa nếu chúng ta cất bóng ngay tại vị trí này. Lên luôn anh em ơi. Thoáng cực kỳ thoáng đường cánh này. Kéo lên làm gì bạn ơi, để mà thoáng hết phía dưới này. Đây rồi. Mở cánh hợp lý dành cho Torres. Giật xuống. Đi xuống. Ôi bắt bài hơi bảy. Đi xuống nhưng bị bắt bài. Nhưng bóng vẫn còn. Vội vã là chết ngay. Kaka đây rồi. Ato nhận đường truyền từ Clivert nè. Ato. Vẫn là Kaka. Đây rồi. Sút mạnh vào. Nhờn. Một cú sút quá mạnh của Ato khiến cho thủ thành nào đó tóc hình như hơi vàng vàng, tôi không biết là ai, đỡ rồi đấy nhưng không có kịp, định bắt bài tôi hớ. Mình sút ngay vào góc kia là hết bắt ngay. Rồi, Ato làm quả hat-trick nhẹ nhàng trong ngày hôm nay rồi. Chơi phản công cực kỳ phê cùng với Ato nha. Ây à, đồng qua không có dám chuyển nữa. Với cái lối chơi vị trí SS như thế này thì Torres của chúng ta cũng sẽ có cái lối di chuyển như anh em vừa thấy đấy, chui từ lòng đất. Không biết từ chỗ nào mà chúng ta tránh được rất nhiều những pha bẫy biệt vị của team bạn, nếu team bạn có bẫy biệt vị nhá. Ấy cha, Lukaku. anh Lu của chúng ta hơi bị thương đội bóng đấy. Sút như thế mà đập cột được thì tôi cũng chịu rồi. Ok. Khi mở phiên bản 21 tuổi này thì Torres vẫn giữ được cho mình những cái lợi thế về sức dướn. Đây, ví dụ trong tình huống này thì khiến cho Torres có một trong những cái vũ khí nó rất là mạnh ở trong cái mùa năm nay. Sức dướn cũng rất là quan trọng khi mà đối phương nếu sử dụng những cầu thủ có cái physical contact nó khỏe. Trường hợp ví dụ vừa rồi là Vieira thì cái việc chúng ta phải dướn lên thật là nhanh để chúng ta đẩy bóng tiếp, chạy tiếp kia và dứt điểm ghi bàn nó rất là quan trọng. Torres chắc chắn là phù hợp với một trong những top tiền đạo rồi. Đây rồi anh em ơi, dướn đi. Rồi, hay rồi. Mình sẽ cố gắng truyền cho Torres nhá, mình không dứt điểm với Kaka. Ôi nhưng mà sâu cam bồ quá khỏe và tinh tế. Không hiểu sao một pha che người cực kỳ hay team bạn. Nghệ truyền với Torres cho Torres ghi thêm bàn nữa. Chứ kiến tạo nó lại không đúng với cái bản chất của Torres. Cứ vào Torres là phải ghi bàn. Đây rồi, team bạn đã rất thoáng. Nhưng cái vấn đề chúng ta đang chơi pressing tầm cao và phơi phản công nữa. Nên là có bóng là nhồi lên phía trên ngay lập tức nào. Đây rồi. Cannavaro hôm qua ai đánh gót đi, điệu nghệ quá anh ơi. Đây rồi, Clivert, hợp lý. Bình tĩnh nha, lên trên. Ơ cái gì đấy, sao truyền anh, kỳ quặc thế nhỉ. Về đi anh em ơi, cướp bóng mới phản công được. Đây rồi, vẫn là Kaka.
chuyển ngay lên cho Torres. Ato xử lý, che người ok, chuyển xuống cho Kaka. Ato tiếp này, dứt điểm đi, không kịp. Nhưng bạn vẫn rất tỉnh táo, nhưng bóng vẫn là chân chúng ta. Bắt bóng lên dành cho Ato, lại là Socambo. Có vẻ như trong hiệp 2 này thì Socambo đang đánh chặn cực kỳ tốt đối với cái trường hợp của Torres. Ôi rồi double tút nhưng đã bị Silva cho sấp mặt SML ngay tại vị trí đó. Gera hết bài rồi, đẩy lên cho Ato nào, nhanh lên nào, phản công ngay lập tức xuống phía dưới. Đây, chọc khe, dướn được, Clivert, dứt điểm, mạnh quá. Chết mấy con chim rồi. Ok, và đó cũng là cái trận đấu dành cho Fernando Torres phiên bản 21 tuổi Atlético Madrid Iconic của chúng ta. Nhìn chung thì với phiên bản 21 tuổi, chúng ta có stamina, chúng ta có cái sự bứt tốc, chúng ta có cái độ dướn và dứt điểm thì vẫn ba cháy. Cùng với Torres, anh em có thể là cân nhắc cái việc xếp vị trí SS dành cho Fernando Torres phiên bản này với những cái chiến thuật 3 tiền đạo và SS lệch trái nhá, để cho Torres của chúng ta có một khả năng chạy chỗ nó thoát đi dễ hơn, thoát được những cái sự kèm cặp của hậu vệ đối phương khi đá vị trí CF. Và đương nhiên rồi, chúng ta cũng sẽ thoát được những cái pha bẫy về vị nữa, sẽ khiến cho Torres nguy hiểm hơn rất nhiều trong năm nay. Đừng quên like, subscribe cũng như tiếp tục ủng hộ Tamer Games. Cũng xin chào và hẹn gặp lại. Peace.